Among the flowers, she was not a morning person. Not by sentiment, not by culture, certainly not by habit, as she could often be found, blanket swaddled, cuddling with her mattress until the mid-morning hours. Drooling on her pillow was the norm of her wake-up routines, and hitting her snooze button several times became a most regular occurrence. It had always been this way, as she often took a while to fall to sleep and once there, would succumb to nightmares which woke her, then it was back to fitful sleep again. On one occasion, her parents took her by bus to visit the headquarters of their church, and April had to arise before the sun to embark, but became violently ill from the mere audacity of being awake at such an ungodly hour. Her little body flat out rejected the idea. From then on, she tried to avoid early rising at all cost. In recent years, though, she felt the need to push herself a little out of her comfort zone, and became itchy with the need to amount to something. This was common among her age bracket and demographics of the time. The urge to uproot the everyday, shake things up, and push boundaries. She liked to dabble in the idea that she too could produce more than a lifetime of menial labor and toiling for scraps. April believed she had what it took to make it. She thought she wanted to go to university once, long before, for a very brief moment, before she realized the sheer desperation of it all. Having not graduated properly, and having had parents and a family who cared little about secondary education. In fact, growing up, no one told her how to make a livelihood in this world. It was the world, which her parents had called it her entire life, as if it were someplace other than, someplace adjacent to herself, but one that she was not living inside of. She was so afraid of it, this other place, and was taught to fear it, to stay well clear of it. Therefore, she kept her head down and found work at various restaurants, service types of places. All of these were just fine, had kept the roof over her head. The lights on. It was just that she got bored, and wanted more skills, perhaps some upward mobility. She definitely did not want to confine herself by the limitations of her lack of education. That desire prompted her, without any prior experience, and with no real understanding of what the job might entail, to answer an ad one day on Craigslist. It said they needed no degree, and no background in the field, other than some prior office stuff and basic computer skills, to be the office manager, bookkeeper to a small floral supply company in San Francisco. The place seemed quirky, was unkempt and interesting. It felt promising and charming, in an endearing small business sort of way, even thought it was actually a national company with multiple locations. They offered her just enough money that she would only have to work one other part-time job and be able to stay there. It was the title that interested her most real, office manager, bookkeeper. It sounded important enough that it mattered, somehow. The catch, of course, was that it happened to be at the San Francisco Flower Market downtown. There, they kept the ungodly working hours of 5 a.m. to 2 p.m. weekdays, and 4 a.m. to 1 p.m. Saturdays, because it catered to the florists of SF. They all had arrangements to make and floral stands to set up in the wee hours. That's right, those flowers you bought today? They were probably purchased wholesale and put into buckets before the crack of dawn, friend, just for you, enjoy. April never realized the kind of slog it would be, rolling herself out of bed reluctantly to scramble, shower, dress, and coffee herself out the door. Every day, she'd be rushing to meet the bus, trying to forcibly will herself into consciousness, and holding on for dear life as the express sped toward Union Square. Once there, she would depart onto the downtown city streets and throttle herself headfirst through the bustling pedestrians of the early everyday, the go-getters, the morning sales clerks and sullen laborers, trampling and trotting along. She would make a beeline down Fifth Street, until she was well clear of the melee. Striding confidently toward the freeway on-ramps and the gas station hellscape, she always walked briskly past the homeless shelters, with men spilling out after checkout time, gathering shoes and whereabouts on the doorstep, smoking, and/or deciding a plan of action for their day. These, she would try to hurry past less out of any fear, than out of a profound sense of sadness for the unjustness of their situation. Another block more and she would be there, flashing a badge and entering through the giant warehouse on the north side. The one with the basic flower varieties and the crafty accoutrements. April would take her time walking through the warehouse, taking in the feast of colors and fragrances. The whole place smelled of pine and cinnamon when. Trong số những bông hoa, cô ấy không phải là một người buổi sáng. Không phải bằng cảm tính. Không phải do văn hóa. Chắc chắn không phải theo thói quen, như cô vẫn thường thấy, quấn chăn, ôm ấp trên nệm cho đến tận giữa giờ sáng. Chảy nước dãi trên gối là thói quen thường xuyên khi thức dậy của cô. Và việc nhấn nút báo lại vài lần đã trở thành chuyện thường xuyên nhất. Mọi chuyện luôn diễn ra theo cách này. Vì cô thường mất một lúc để chìm vào giấc ngủ và một khi ở đó,
cô sẽ không thể chống chọi với những cơn ác mộng đánh thức cô, sau đó lại trở lại giấc ngủ ngon lành. Trong một lần, cha mẹ cô đưa cô đi xe buýt đến thăm trụ sở nhà thờ của họ, và April phải xuất hiện trước mặt trời để bắt đầu, nhưng trở nên ốm nặng chỉ vì sự táo bạo của việc thức dậy vào một giờ vô duyên như vậy. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy từ chối ý tưởng. Kể từ đó, cô cố gắng tránh dậy sớm bằng mọi giá, tuy nhiên, trong những năm gần đây, cô ấy cảm thấy cần phải đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn của mình một chút, và trở nên ngứa ngáy khi cần phải làm gì đó. Điều này là phổ biến trong độ tuổi và nhân khẩu học của cô ấy vào thời điểm đó, sự thôi thúc để loại bỏ mọi thứ hàng ngày. Thay đổi mọi thứ và vượt qua ranh giới. Cô thích nói về ý tưởng rằng cô cũng có thể tạo ra hơn một cuộc đời lao động nặng nhọc và vất vả để kiếm những thứ vụn vặt. April tin rằng cô ấy đã có những gì cần thiết để làm nên điều đó. Cô đã nghĩ rằng mình muốn vào đại học một lần, từ rất lâu trước đó, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, trước khi cô nhận ra sự tuyệt vọng của tất cả. Đã không tốt nghiệp đàng hoàng, và có cha mẹ và một gia đình ít quan tâm đến giáo dục trung học. Thực ra, lớn lên, trên đời này không ai nói cho cô biết cách kiếm kế sinh nhai. Đó là thế giới mà cha mẹ cô đã gọi nó trong suốt cuộc đời mình, như thể nó là một nơi nào đó khác hơn, một nơi nào đó liền kề với cô, nhưng là một nơi mà cô không sống trong đó. Cô sợ hết chỗ này, chỗ khác, và được dạy để sợ hãi nó, tránh xa nó. Vì vậy, cô không ngừng lao đầu vào tìm việc tại nhiều nhà hàng, nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Tất cả những thứ này đều ổn, đã để mái che trên đầu cô ấy, đèn sáng. Chỉ là cô ấy cảm thấy nhàm chán, và muốn có thêm kỹ năng, có lẽ là một số khả năng vận động trở lên. Cô ấy chắc chắn không muốn tự giam mình bởi những hạn chế của việc học hành kém cỏi. Mong muốn đó đã thôi thúc cô ấy, không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó và không có hiểu biết thực sự về những gì công việc có thể đòi hỏi, để trả lời một quảng cáo trên Craigslist vào một ngày nào đó. Họ cho biết họ không cần bằng cấp và không có kiến thức nền tảng về lĩnh vực này, ngoài một số công việc văn phòng trước đây và các kỹ năng máy tính cơ bản. Để trở thành giám đốc văn phòng, nhân viên kế toán cho một công ty cung cấp hoa nhỏ ở San Francisco. Nơi này có vẻ kỳ quặc, nhếch nhác và thú vị. Nó cảm thấy đầy hứa hẹn và quyến rũ, theo một kiểu kinh doanh nhỏ được yêu thích, thậm chí còn nghĩ rằng nó thực sự là một công ty quốc gia với nhiều địa điểm. Họ cung cấp cho cô ấy số tiền vừa đủ để cô ấy chỉ phải làm một công việc bán thời gian khác và có thể ở lại đó. Đó là chức danh mà cô quan tâm nhất, quản lý văn phòng, kế toán. Nghe có vẻ quan trọng đến mức nó quan trọng, bằng cách nào đó. Tất nhiên, điều bắt được là nó xảy ra ở trung tâm thành phố chợ hoa San Francisco. Ở đó, họ giữ nguyên giờ làm việc không nghiêm túc là 5 giờ sáng, 2 giờ chiều các ngày trong tuần và 4 giờ sáng, 1 giờ chiều thứ bảy, vì nó phục vụ cho những người trồng hoa của SF. Tất cả họ đều đã có sự sắp xếp để trang trí và sắp xếp hoa để trang trí trong vài giờ. Đúng rồi, những bông hoa bạn mua hôm nay. Chúng có thể được mua sỉ và được cho vào thùng trước khi bình minh ló dạng. Bạn à, chỉ để bạn thưởng thức, April không bao giờ nhận ra khẩu hiệu đó sẽ là như thế nào, lăn mình ra khỏi giường một cách miễn cưỡng để chuẩn bị đi lại. Tắm rửa, mặc quần áo và pha cà phê ở ngoài cửa. Mỗi ngày, cô ấy đều vội vã đón xe buýt, cố gắng rèn luyện ý chí và giữ lấy cuộc sống thân yêu khi con tàu tốc hành chạy về phía quảng trường Union. Khi đến đó, cô sẽ khởi hành trên những con đường ở trung tâm thành phố và phóng nhanh qua những người đi bộ nhộn nhịp vào buổi sớm hàng ngày, những người đi đường, những nhân viên bán hàng buổi sáng và những người lao động ủ rũ. Dẫm đạp và lê lết dọc theo. Cô ấy sẽ làm một con ong theo đường số 5, cho đến khi cô ấy hiểu rõ về cuộc hỗn chiến, sải bước tự tin về phía đường cao tốc và cảnh sát trạm xăng. Cô luôn đi nhanh qua các khu tạm trú dành cho người vô gia cư, với những người đàn ông tràn ra sau giờ trả phòng, thu thập giày dép và đồ đạc ở ngưỡng cửa, hút thuốc và, hoặc quyết định kế hoạch hành động trong ngày của họ. Những điều này, cô ấy sẽ cố gắng nhanh chóng vượt qua ít vì sợ hãi, thay vì cảm giác buồn bã sâu sắc cho sự bất công của hoàn cảnh của họ. Một dãy nhà khác và cô ấy sẽ ở đó, nhấp nháy một huy hiệu và đi vào qua nhà kho khổng lồ ở phía bắc, một nhà kho có các giống hoa cơ bản và đồ trang trí xảo quyệt. April sẽ dành thời gian cho cô đi dạo qua nhà kho, thưởng thức bữa tiệc màu sắc và hương thơm. Toàn bộ nơi có mùi thông và quế khi.